Vân Hy, nam thần của những vai diễn có số phận bi thương. Được biết đến là tiểu Hà Dĩ Thâm trong Bên Nhau Trọn Đời, nhưng phải đến những vai diễn cổ trang, La Vân Hy mới có thể thành công lưu lại ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, những vai diễn của anh chàng lại mang tính tự ngược khiến khán giả chỉ có thể oán than, trai đẹp rơi lệ. Thứ nhất, Bên Nhau Trọn Đời. Cứ ngỡ cái tên nói lên tất cả, nhưng vai diễn của La Vân Hy là Hà Dĩ Thâm thời đại học, chưa kịp hưởng hết tình yêu ngọt ngào đã đi vào số phận ngược bi thương. Vừa bước chân vào đại học, Hà Dĩ Thâm đã được tiểu thư nhà giàu Triệu Mặc Xanh thầm thương trộm nhớ. Từ đó, hình bóng cô nàng thường xuyên xuất hiện trước mắt anh. Ban đầu, anh cảm thấy Mặc Xanh thật phiền phức, cho đến khi Dĩ Thâm nhận ra trong lòng sớm đã lưu lại hình bóng của cô gái cứng đầu này. Cứ ngỡ có thể yêu đương trong yên bình, nào ngờ Dĩ Thâm phát hiện bố Mặc Xanh chính là người đã gây ra tai nạn cho bố anh năm xưa. Vì vậy, đứng trước lời chất vấn mối quan hệ của anh và Dĩ Mai, Dĩ Thâm lựa chọn im lặng không đáp. Bỏ lại đằng sau bao đau khổ, Mặc Xanh bỏ đi Mỹ không một lời từ biệt. Trong khi đó, ở quê nhà, Dĩ Thâm chìm đắm trong nỗi nhớ Mặc Xanh. Thứ hai, Hương Mật Tựa Khỏi Xương. Vai diễn tiểu Hà Dĩ Thâm vốn không được xem trọng bởi cái bóng của đàn anh Trung Hán Lương quá lớn. Sau đó, La Vân Hy có tham gia một vài bộ phim khác nhưng ấn tượng lưu lại không quá sâu đậm. Phải đến vai diễn Nguyễn Ngọc trong Hương Mật Tựa Khỏi Xương, cái tên La Vân Hy mới được khán giả xem trọng cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, đây cũng chính là vai diễn ngược lên ngược xuống của La Vân Hy, vì trong phim, nhân vật Nguyễn Ngọc thường xuyên tự làm tổn thương chính mình. Dạ thần Nguyễn Ngọc là con cả của Thiên Đế, anh trai cùng cha khắp mẹ của họa thần Húc Phượng. Trái ngược với Húc Phượng, vì mẹ của Nguyễn Ngọc xuất thân thấp kém nên từ nhỏ, chàng đã phải chịu sự dè biểu của cả thiên giới. Với tuổi thơ dữ dội, là rồng nhưng lại phải chịu cảnh cưa sừng, róc vẩy để ngụy trang thành cá chép, Nguyễn Ngọc dùng những năm tươi đẹp nhất để dằn vặt trong câu hỏi mẫu thân có thực sự thương mình. Cuối cùng khi nhận được đáp án cũng là lúc dạ thần tận mắt chứng kiến mẹ ruột hồn phi phách tán vì cứu mình. Sau này khi đã trở thành thiên đế, Nguyễn Ngọc vẫn chọn quỳ xuống hèn mọn xin cẩm mịch chút tình thương ít ỏi của nàng. Nguyễn Ngọc nói rằng mình có thể mất tất cả ngai vị, chỉ cần cẩm mịch cưỡng cầu ở bên mình. Thứ ba, Bạch Phát. Bộ phim này La Vân Hy vào vai Dung Tề, anh trai không cùng huyết thống của công chúa Dung Nhạc. Là vua của một nước nhưng Dung Tề không khác gì Bù Nhìn, là con rối trong tay Thái Hậu. Dung Nhạc vẫn luôn coi Dung Tề là mối tình đầu của mình, tuy nhiên sau một trận ốm tỉnh dậy, nàng đã quên tất cả, không còn nhớ đến tình cảm đặc biệt dành cho Dung Tề. Chàng âm thầm hy sinh chịu đựng lại bị Dung Nhạc hiểu lầm là xa lánh. Dung Tề yêu Dung Nhạc sâu đậm, chàng biết rõ thứ tình cảm đó nhưng lại chẳng thể làm cách nào khác, đành phải ôm tạm biệt đưa Dung Nhạc đi hòa thân. Tình yêu không trọn vẹn đã đành, trong nguyên tắc, Dung Tề vốn là người đạo mạo một lòng một dạ với Dung Nhạc, nhưng lại bạc mệnh sớm qua đời ở tuổi đôi mươi. Nhân vật Dung Tề được xem là điểm sáng của bộ phim Bạch Phát, nhưng điểm sáng này cũng không thể cứu vãn nổi sự đơ của hai diễn viên chính. Thứ tư, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa là dự án được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Thiên Lại Chỉ Diên. Trong truyện thì Thượng Quan Thấu do La Vân Hy đóng là chàng thư sinh nho nhã, lễ độ, luôn giữ vẻ ôn nhu trầm tĩnh nhưng toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Vậy mà sau này chỉ một cái nhíu mày của nữ nhân đặc biệt nhất thiên hạ đã khiến chàng day dứt khôn nguôi. Trọng Tuyết Chi do Trần Ngọc Kỳ đóng, nữ nhân đặc biệt nhất trong lòng Thượng Quan Thấu. Trong thiên hạ chưa ai khiến nàng e sợ, vậy mà hắn đã thu phục nàng chỉ trong nháy mắt với sự tự nguyện kinh ngạc. Cả hai vốn là một đôi trời sinh, nhưng Tuyết Chi lại là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, còn Thượng Quan Thấu sinh ra đã là một kẻ phong lưu. Hai con người ấy liệu có thể trở lại bên nhau một lần nữa, hay sẽ mãi để lỡ mối duyên nồng nàn năm nào? Nói đi cũng phải nói lại, gu chọn kịch bản của La Vân Hy cũng mặn quá, nên những điều ngọt ngào lãng mạn thường không lọt vào mắt của trai đẹp họ La. Nam diễn viên chọn nhiều vai bi đát đến nỗi, cứ nhắc đến La Vân Hy là nhớ ngay đến phim cổ trang bi thương.